Về vừa nó đấm có là chúng ta chú anh chụp ba hình đấy à, cảnh bên chùa qua bển đẹp lắm, qua chụp bên đi. Cái view này đẹp là ai luôn đó con. Ờ bên đây, bên đây nhìn của thành phố đẹp quá, đẹp luôn. Nãy thì nãy chỗ nãy mình nhìn ngược qua bên đây, giờ đây nhìn ngược lại bên. Mình đi qua cổng thành phố là đi về quốc lộ 1A luôn. Cái cầu đó rất ngộ lắm. Cái gì mà thì đây là tường lên trường Linh Ứng nha. Đây gọi là một tháng đá gì món cà biển rất đẹp, rất đẹp. Đổ xuống hai bên đó, thấy không? Đây đó, ô đẹp, ô đổ xuống đó.
Anh đã quay hết kìa. Ghi nhận tình hình của chúng tôi thì cho dù trời mưa bão gì những phật thủ leo núi đó nha, là những phật thủ đang leo núi. Đi là cái đường chưa là đây là sao này, tao đi thì không có như vậy sao lên đường nữa như vậy. Lúc anh đi là đường là điện đàn nhưng mà anh xuống dưới tắm biển.
quán vườn tội. Ba đây không? Ông chỉ gọi mấy lệnh lịch ra
hả? Thank you.